Xin chào các bạn đã quay trở lại với Channel. Và đêm ngày hôm qua thì Apple vừa có một màn chốt sale căng cực với hàng loạt những sản phẩm mới và dịch vụ mới của mình. Nếu như các bạn quen với những kênh công nghệ khác với những cụm từ như là tổng hợp nhanh hay là review nhanh, đơn cử như là một kênh công nghệ với tên bắt đầu một chữ A, logo màu vàng đen, thì còn có cho mình một màn tổng hợp trong 15 giây. Thế thì ai mà nghe được? Bây giờ, nếu như các bạn không phải là những người sống quá vội vàng như vậy, thì hãy bình tĩnh, lấy cho mình một tách cà phê và cùng mình tổng hợp lại những thông tin nổi bật đã có trong sự kiện đêm qua. Và nếu như các bạn quan tâm đến những sản phẩm iPhone 13 thì đừng quên là tại Sephone's, đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam đã có những ưu đãi hấp dẫn như lên đời trợ giá, ưu đãi mua kèm máy hấp dẫn và hỗ trợ giao hàng nhanh trong mùa dịch. Hãy click vào đường link bên dưới để đăng ký nhận thông tin ưu đãi và thời gian hàng về sớm nhất. Bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu với những màu sắc, một trong những yếu tố mà chúng ta rất quan tâm mỗi khi mà mua điện thoại. Với cặp iPhone 13 và 13 mini năm nay, chúng ta sẽ có tất cả là 5 màu sắc. Và quan trọng nhất là chúng ta đã có một cái màu hồng mà tất cả mọi người đều chờ đón với những thông tin được rò rỉ trước đó. Nhưng màu hồng này thì theo cá nhân cảm nhận của mình, nó sẽ không bị kiểu hồng quá như là hình ảnh rò rỉ, mà nó sẽ là một cái màu hồng rất là tinh khôi, trong trẻo. Và mình tin đây sẽ là một trong những màu sắc mà đốn tin các chị em. Với cá nhân của mình, khi mà lần đầu tiên nhìn thấy màu sắc này thì có thể yêu ngay được. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những màu sắc khác như là xanh, đen, trắng và đỏ. Với 13 Pro và 13 Pro Max thì chúng ta sẽ có các màu như là màu than chì, vàng hoặc trắng. Và năm nay thì sẽ không giống như là những thông tin được rò rỉ trước đó, mà chúng ta sẽ chỉ có một màu xanh mới. Tên gọi tiếng Việt thì chưa có, nhưng mà mình sẽ để hình hiện ở đây. Bao giờ có tên tiếng Việt thì mình gọi sau. Với các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình màu sắc nào? Hãy cùng nhau comment ở phía bên dưới nhé. Tiếp theo, về mức giá thì không giống như là những cái dự đoán về những mức giá tăng khi mà tình hình dịch bệnh và ảnh hưởng đến việc sản xuất phần cứng, thì cá nhân mình thấy khi mà nhìn vào bảng giá năm nay dự kiến của 7S cho iPhone 13 thì nó khá là hợp lý và không có quá nhiều sự thay đổi so với phiên bản năm trước. Đầu tiên chúng ta thấy rằng là với iPhone 13 và 13 mini sẽ có những mức giá ở phiên bản tiêu chuẩn. Năm nay thì cũng phiên bản tiêu chuẩn cũng sẽ có một chút thay đổi, sẽ không phải là 64GB nữa mà là 128GB. Mức giá khởi điểm cho iPhone 13 mini là khoảng 22 triệu đồng và mức iPhone 13 là khoảng 25 triệu đồng. Ở trên iPhone 13 và 13 Pro Max chúng ta sẽ có mức giá khởi điểm lần lượt là từ khoảng 31 triệu và 34 triệu. Năm nay cũng sẽ có một phiên bản với dung lượng cực kỳ khủng lên đến 1TB. Mức giá cho iPhone 13 Pro phiên bản này là 44 triệu và 13 Pro Max là 47 triệu, gần 50 triệu cho một chiếc điện thoại. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ rằng là các chị em cần phải đặt câu hỏi, nếu như mà người yêu hoặc chồng của mình mua những chiếc máy với dung lượng lớn như vậy thì không biết là các anh em sẽ lưu cái gì, rốt cuộc là lưu cái gì. Vậy thì với những mức giá như vậy, năm nay chúng ta sẽ có những sự thay đổi gì? Đầu tiên về thiết kế, chúng ta sẽ có một cái phần tai thỏ Face ID được thu hẹp lại, nhỏ hơn khoảng 20% so với thế hệ cũ. Tiếp đó là về camera, sẽ có một vài những sự thay đổi. Ở trên phiên bản iPhone 13 và 13 mini, chúng ta sẽ có một thiết kế mà camera được xếp chéo nhau. Lý giải cho điều này, đó là bởi vì chúng ta sẽ có một tính năng mang tên là chống rung trên cảm biến, được bê nguyên từ iPhone 12 Pro Max lên trên phiên bản iPhone 13. Với iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max thì sẽ có những nâng cấp nhất định trong khả năng chụp hình. Nhưng mà cái điểm đáng chú ý nhất đó chính là Cinematic Mode. Đây là một tính năng mà giúp chúng ta có thể quay video với khả năng bắt nét và xóa phông cực kỳ xịn sò. Xịn sò như thế nào thì có lẽ phải đợi đến khi mà Channel có máy thì bọn mình nhất định sẽ thực hiện một dự bán phim nào đó để cùng thẩm định cho các bạn xem. Đừng vội tin vào những điều Apple nói. Về màn hình năm nay thì chúng ta sẽ có phiên bản 13 mini sở hữu cho mình màn hình 5.4 inch. Điều khác biệt sẽ có ở trên phiên bản Pro và Pro Max. Chúng ta sẽ có tần số quét 120Hz với công nghệ ProMotion. Và thực sự là với tần số quét 120Hz, chúng ta sẽ có một độ mượt mượt như các thiết bị Android vậy. Từ đó thì mọi tác vụ, chơi game đến vuốt chạm cũng mượt mà hơn rất nhiều và đem lại một trải nghiệm cực kỳ khác biệt so với 60Hz cũ kỹ trước đây. Về kích thước màn hình thì iPhone 13 Pro sẽ có kích thước là 6.1 inch và Pro Max là 6.7 inch.
Về cấu hình thì chúng ta sẽ có một sự nâng cấp với con chip A15 Bionic. Mình nghĩ rằng là đây là một cấu hình quá thừa thãi và mạnh mẽ cho các bạn với nhu cầu sử dụng phổ thông rồi. Về thời lượng pin, một trong những điểm mà rất nhiều những người dùng iPhone chú ý và quan tâm, nhất là với những người mà đang sở hữu cho mình chiếc iPhone 12 Pro như là mình, thì Apple năm nay vẫn giữ lại cái thú vui đó chính là giấu giếm thời lượng pin như là mèo giấu. Thì Apple chỉ công bố rằng là chúng ta sẽ có phiên bản iPhone 13 mini sẽ có thời lượng pin là 1,5 giờ hơn với thế hệ trước, 13 là 2,5 giờ hơn với thế hệ trước, và hai phiên bản được quan tâm nhất là Pro và Pro Max sẽ có khoảng thời gian cũng tương tự như vậy, tức là 1,5 giờ trên phiên bản Pro so với thế hệ trước, và 13 Pro Max là 2,5 giờ, chứ không có một thời lượng pin cụ thể nào cả. Khi nào có thì bọn mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất cho các bạn. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những sản phẩm khác được giới thiệu trong sự kiện ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là iPad 10.2 và iPad mini. Đây có thể coi là một dòng sản phẩm máy tính bảng mà Apple đi theo đúng xu hướng học online ở thời đại này. Nó rất phù hợp với các bạn sinh viên. Có điều kiện. Với iPad 10.2 inch thì chúng ta sẽ sở hữu cho mình con chip là A13 Bionic, cùng với đó là tính năng gọi video call center stage. Đây là một tính năng mà chúng ta sẽ có thể tự tracking theo chủ thể và cực kỳ phù hợp với những bạn nào mà kiểu phải làm việc tại nhà hoặc là học online ở thời điểm này. Còn với iPad mini chúng ta sẽ có là màn hình 8.3 inch và giữ lại tất cả những điểm tuyệt vời nhất gần như là bê lại ở trên iPad Air từ thiết kế này. Đặc biệt là với mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, mình sẽ cập nhật cho các bạn. Với iPad 10.2 inch thì chúng ta sẽ có mức giá khởi điểm là khoảng 10 triệu đồng. iPad mini thì sẽ có mức giá khởi điểm là khoảng 15 triệu. Có một sản phẩm nữa được giới thiệu, đó chính là chiếc Apple Watch Series 7 năm nay. Thực ra mình đánh giá là đây sẽ là sản phẩm ít có sự thay đổi nhất trong tất cả những sản phẩm năm nay mà Apple giới thiệu. Với thiết kế thì không giống như là những thông tin được dò dỉ trước đó, chúng ta vẫn có một thiết kế nó rất là tròn trịa, cong cong. Đặc biệt là màn hình năm nay thì còn tràn viền hơn. Chúng ta cũng sẽ có một kích thước và không gian hiển thị lớn hơn, giúp các bạn hiển thị được nhiều thông tin hơn nữa. Thời lượng pin thì cũng được gia tăng, nhưng quan trọng là mình thấy Apple năm nay dành khá là nhiều thời gian để nói về Fitness Plus, một trong những cái dịch vụ tập luyện tại nhà cho mọi người, khá là bắt trend. Với mức giá thì Apple Watch Series 7 năm nay với phiên bản khởi điểm là 41mm chúng ta sẽ có là mức giá 13 triệu, khá cao, cá nhân mình đánh giá là như vậy. Trên đây là tất cả những thông tin nổi bật nhất về những sản phẩm mà Apple đã giới thiệu trong sự kiện đêm qua của mình. Với cá nhân của mình thì với dòng sản phẩm chính là iPhone 13 Series, mình khả năng cao là sẽ cân nhắc đến việc chưa mua vội ở thời điểm này. Để bình thường thì mọi năm thì mọi người khá là sốt sắng. Năm nay thì Apple cũng bán khá là sớm, hình như là tuần sau đã bắt đầu mở bán máy rồi. Lắng nghe thông tin vừa rồi và những chia sẻ của mình, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Và đừng quên, nếu các bạn quan tâm đến những dòng sản phẩm iPhone 13 thì hãy nhấn vào đường link bên dưới đăng ký nhận thông tin ưu đãi và thời gian hàng về sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.